vệ sinh ạ. Nửa năm rồi. Năm mới gặp nhau. Nuôi mụn. Nhà không có lạnh dễ sợ. Cơ địa mà em, cơ địa em mụn mà. Dịch này ở nhà rất là. Cũng nhiều nhưng mà không nhiều như hồi xưa. Già thôi. Xưa là không còn, không có chỗ để không nấu luôn. Đầy luôn. Ngắn gom lại hết rồi. Một đợt này cũng gom lại. Nấu nhiều á, em nhắn tin hỏi chị mấy lần mà chưa làm đó. Cái đợt nữa thì dịch nó căng căng chị đối với em làm Thì ấy là đợt trước nãy chị dịch này cũng làm mấy người có nhắn tin hỏi thật. nghề chị yên chưa được làm thì phải mình cứ làm thôi, chị thấy không mới. Mình chưa được làm mà không mở. Chứ đợi không văn thì thôi, biết khi mua luôn tôi thấy luôn, thấy trường. Cái nhiều người họ bỏ nghề lắm nè. Ví dụ Mà thật nhất lòng là luôn. karaoke. Thôi dẹp luôn vậy rồi. Chứ mùa dịch này mở được vài tháng thì cấm, vỡ được vài tháng thì cấm thì thôi. Chết chứ. Nghĩ chạy chắc cũng không cấm nữa đâu. Sống chung. Sống chung nhưng mà họ vẫn cấm cái ngành nghề, những cái ngành nghề kia kia. Chị thấy sống chung thì nghề muốn cũng đã khổ rồi, thì phải để cho người ta ấy thì đã lay, thì chị nói là có đi nhậu thì cũng đã lay. Dạ, quán nhậu đồ mỡ là sờ ba không cho mỡ. Trong khi quán nhậu hàng trăm người Chắc em nghĩ là do cái đợt mà dịch dịch này Amida là thẩm mỹ viện đó. gió nó đợi nó chắc đi. Chờ mấy thẩm mỹ viện cũng đâu dám mở đâu, lớn Thấy là người ta không dám mở. Còn bán quán ăn mà bán cũng đông mà bình thường thôi chứ có gì đâu. đâu mà ngồi bình thường như trừ cà phê đi, đâu có ai mang khẩu trang đấy. Thì đã lay like, lay like trong đó rồi, đã một người bị là ngồi đó là chắc chắn. Xác định tiêm cho hoạt động hết rồi.
chị nghĩ ngành mồm tội như internet nè, tội nhất. Internet là thái thảm nhất luôn. Tại vì cái nó không thể nào làm chui được. Máy móc để hư hết để... Chờ đầu tư bán ra cũng đâu ai mua. Có nhiều tiệm máy mạnh chuyện mà đào còi hết rồi. Đào từ đảo. Chị không biết mấy cái nữa. Phòng game mà nè. Phòng game chỗ em hay tập á. Đợt trước đợt hồi tháng 7 độ là chưa cắm vào đường cũng kiểu cho đi tập chui, sao không cắm vào đường thì dẹp luôn, chả học bằng luôn thiệt chứ chán. Thì đúng rồi, tập thêm mặt bằng tiền nhiều chứ bộ ít đâu. Ủa em bán quán ăn à? Bán ở đâu? Em bán ở Nguyễn Trãi. Ủa, quán Nguyễn Trãi hả? Quán gì em? Em bán nướng bờ. Nguyễn Trãi chị cũng hay đi đường đó. Chỗ chị ở chỗ Mới Khiêm mà. À quên, chỗ lộn Văn Như Trinh. Em ở Nguyễn Trãi. Chị hay qua đó, cũng hay qua đó ăn. Gần. Chứ chị ở chỗ lên lấy rồi thì gần. Em qua gần. Trời đây xa, xa thì cũng đâu xa chứ bao nhiêu. Đi thêm 5 phút nữa mày. Mình mua rồi chị. Ổn định luôn. Chứ trừ thế khổ quá em à. Thế tiền họ ăn, tiền mặt bằng hết luôn. Với lại lo nè. Với lại khách là họ đi xong rồi họ lấy mặt bằng lại cái mình lại cứ giờ khách miết mày. Giờ lần đi nữa thôi. Ví dụ sau này có mở thì mở thêm cơ sở, nhưng mà chắc là để cho nhân viên ngó. Chị còn ở đây để cố định á. Cố định một chỗ để cho khách họ biết á. Biết mình ở đâu. Chứ mình cứ đi lên đi xuống biết đâu lần. Em làm chị từ trong cái kịch em lấy nhỏ thì 135. 135 hay là 149 ta? Hình như 135. Cái kịch nhỏ đó. Chắc cái nữa. Mấy phút rồi rồi? 8 phút rồi. Răng Ly, Ly quay à? Ly quay cho chị hề. Chị hợp quay cho em. Cái Ly nấu ăn rồi. Ly mới nấu mới mùi hơi giờ rồi. Được không? Kêu rất không được đi. Ly qua cho em được. Chứ đâu. Anh tìm cái máy quay anh đem qua đây. Máy quay hả? Không, máy quay hả? Cái chi? Chi mới xóa mà. Hệ mới qua xóa mà. Không báo rồi thôi, không phải đâu. Máy chị ca ghi rồi mà. Thôi cười, làm gì đây mà báo cái hình như của máy.